Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bằng xếp hạng FIFA Việt Nam bỏ xa Thái Lan. Kính thưa quý vị và các bạn, Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 12 năm 2019. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1.765 điểm. Xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay. Đáng chú ý, Việt Nam với 1.258 điểm tiếp tục đứng ở vị trí thứ 94 của thế giới, 14 của châu Á và số 1 tại Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất của rồng vàng trên bảng xếp hạng FIFA trong 20 năm qua. Trước đó, Việt Nam đã từng ở vị trí thứ 84 của thế giới vào năm 1998. Như vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thăng tiến 6 bậc trong suốt một năm vừa qua. Trước đó, trên bảng xếp hạng FIFA vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 100 của thế giới. Với thứ hạng 94 của thế giới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa đại kinh địch Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan với khoảng cách 19 bậc. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino đang đứng thứ 113 của thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Philippines đứng thứ 3 tại Đông Nam Á và 124 của thế giới. Những đội tuyển còn lại gồm đội tuyển Myanmar hàng 136, đội tuyển Malaysia hàng 154, đội tuyển Singapore hàng 157, đội tuyển Indonesia hàng 173, đội tuyển Lào hàng 188, Brunei hàng 191, Đông Timor hàng 196. Tâm điểm trong năm 2020 vẫn sẽ là những trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Nếu tiếp tục thi đấu ấn tường ở sân chơi này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam cũng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng tại bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm cùng với hiệu số bàn thắng bại là dương 4. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp Malaysia vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Phần tin tiếp theo, Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Messi Thái Lan ngông cuồng tuyên bố đội U23 của chúng tôi có kỹ thuật tốt hơn Nhật Bản. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, Jonathan Thiep Songkarin đã cùng club bộ Consado Sapporo kết thúc mùa giải Z League 1 ở vị trí thứ 10. Đây là thành tích chấp nhận được của đội bóng này. Tuy nhiên bản thân Messi Thái vẫn không hài lòng về bản thân anh, không có được phong độ cao nhất do chính chấn thương. Nhận định về đội U23 tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tới đây, Jonathan Thiep Songkarin đã nói với Siam Sport rằng Tôi đã quan sát các cầu thủ Thái Lan thi đấu tại SEA Games 30. Họ đã thể hiện một nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời thậm chí còn tốt hơn cả cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên họ vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trần mạc và họ cần phải học hỏi rất nhiều. SEA game là bài học bổ ích cho tất cả các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Akira Nishino chắc chắn sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Tôi tin U23 Thái Lan sẽ giành kết quả tốt ở giải đấu lần này. Đội tuyển U23 Thái Lan đang dồn toàn bộ sự tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, nơi xứ chùa vàng chính là nước chủ nhà. Theo dự kiến, huấn luyện viên Akira Nishino sẽ công bố danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ tham dự giải đấu này vào ngày 23 tháng 12 với nòng cốt là những cái tên vừa tham dự SEA Games 30. Với cá nhân Chanathip Samkarin, anh sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước thêm mùa giải mới tại Nhật Bản khởi tranh. Đồng thời chuẩn bị cùng đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 năm sau. Phần tin tiếp theo, Xuân bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin U23 Jordan gọi hàng khủng từ châu Âu đấu U23 Việt Nam. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, Mới đây để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, U23 Jordan đã hồi quân tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Ahmed Abdel Quader. Trong danh sách sơ bộ 26 cầu thủ của đội bóng Tây Á, đáng chú ý nhất phải kể tới hai ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu cho câu lạc bộ Apel của đảo Sip đó là Musa Antamari và Omahani. Tuy mới chỉ 22 tuổi, nhưng Musa Antamari đã và đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia Jordan. Anh chuyển tới April thi đấu vào tháng 5 năm 2018 với một bản hợp đồng 3 năm. Ngay ở một giải đầu tiên, tiền vệ của Jordan đã cùng Apel vô địch giải quốc gia đảo ship và trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của giải đấu này. Hiện tại, Musa Antamari đang được nhiều câu lạc bộ nổi tiếng của châu Âu theo đuổi như AS Roma, Benfica hay Fiorentina. Theo trang Transfermarkt, phí chuyển nhượng của tiền vệ này rơi vào khoảng 2 triệu euro. Musa Antamari đang cùng với Apel thi đấu thăng hoa tại Europa League khi đã vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ hai của bảng A xếp sau Sevilla. Trong khi đó, Omahani mới chuyển sang thi đấu cho Apel vào đầu mùa giải năm nay. Tiền vệ 20 tuổi này là một trong những sao mai của bóng đá Jordan và hứa hẹn sẽ tiếp bước đàn anh Musa Antamari thành công khi thi đấu tại châu Âu. Đây sẽ là hai cầu thủ mà U23 Việt Nam phải hết sức đề phòng ở giải đấu sắp tới. Ngoài hai cái tên kể trên, những cầu thủ còn lại của U23 Jordan chủ yếu đang thi đấu cho các đội bóng trong nước. Được biết vào ngày 28 tháng 12 tới đây, U23 Jordan sẽ có chuyến tập huấn tại Malaysia. Tới ngày 3 tháng 1, họ sẽ di chuyển sang Thái Lan để có những bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á. Phần tin tiếp theo, Sơn Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin U23 Ả Rập Thống Nhất có khả năng mất huấn luyện viên trưởng trước khi gặp Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, báo chí Ả Rập Thống Nhất đã đồng loạt đưa tin về việc huấn luyện viên Marcia Skoza sẽ chuyển từ cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Theo thông tin của tờ Al-Ittihad, Liên đoàn bóng đá Ả Rập thống nhất sẽ bắt đầu xem xét hồ sơ của các ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và huấn luyện viên Marcia Scoza cũng là một trong số đó. Sau khi huấn luyện viên Van Marquis bị sa thải, vị trí thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Ả Rập thống nhất vẫn đang được bỏ trống. Tuy nhiên, những động thái tìm kiếm huấn luyện viên trưởng của Liên đoàn bóng đá Ả Rập thống nhất lại được cho là đã gây ra những ảnh hưởng không tốt đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 nước này cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Đặc biệt khi mục tiêu của đội tuyển U23 Ả Rập thống nhất tại giải đấu lần này là lọt vào top 3 đội bóng mạnh nhất nhằm có được tấm vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Một sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện trong thời điểm giải đấu chỉ còn 3 tuần nữa là khởi tranh chắc chắn sẽ ít nhiều tác động đến tâm lý các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, một tờ báo của Ả Rập Thống Nhất lại có quan điểm khác khi cho rằng vòng chung kết Huy ban châu Á năm 2020 chính là thử thách mà huấn luyện viên Marcel Skoda phải vượt qua nếu muốn đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Ả Rập Thống Nhất. Tờ báo này khẳng định ông Marcel Skoda chắc chắn vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Huy ba Ả Rập Thống Nhất cho đến hết tháng 1 tới đây và thành tích ở giải đấu tại Thái Lan sẽ quyết định đến tương lai của chiến lược gia người Ba Lan. Marcel Skoda là một trong những nhà cầm quân 47 tuổi đến từ Ba Lan ông từng có thời gian dẫn dắt U21 Ba Lan và làm trợ lý đội tuyển quốc gia Ba Lan. Huấn luyện viên Skoza là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ và điều này rất phù hợp với chiến lược phát triển của nền bóng đá Ả Rập thống nhất. Nếu bổ nhiệm huấn luyện viên Marcel Skoza, các tài năng trẻ của bóng đá Ả Rập thống nhất chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, Ả Rập thống nhất nằm ở bảng D cùng với U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Trận đấu đầu tiên của thầy trò Hồi viên Macian Skoza chính là cuộc đối đầu với U23 Việt Nam vào ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020. Phần tin tiếp theo sân bóng đá xin hợp phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin, sau U23 Thái Lan tuyên bố muốn dự Olympic Tokyo trước thêm vòng chung kết U23 châu Á. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày 26 tháng 1 tại Thái Lan. Đây cũng sẽ là vòng loại Olympic Tokyo năm 2020 tổ chức tại thành phố Tokyo của Nhật Bản. Ba đội bóng mạnh nhất của giải đấu lần này sẽ cùng đội Nhật Bản là bốn đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội mùa hè năm 2020. Chủ nhà Thái Lan nằm cùng bảng với Australia, Iran và Bahrain. Giới chuyên gia đánh giá rằng đây là bảng đấu khó khăn với U23 Thái Lan khi cả ba đối thủ cùng bảng của họ đều là những ông lớn của châu Á. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà, ngôi sao của U23 Thái Lan đó là Super Chok đang rất tự tin giành vé tới Nhật Bản vào mùa hè sang năm. Phát biểu trên tờ Daily News, tiền vệ đang chơi cho Buriram United đã có những chia sẻ của mình. Tất cả các cầu thủ đều muốn một lần thi đấu tại Olympic. Năm nay tôi đã 21 tuổi, đây là cơ hội cuối cùng để tôi tham dự giải đấu này. Vì vậy mà tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đội bóng đạt được thành tích tốt nhất. Tại giải đấu lần này, chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào. U23 Thái Lan có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Chúng tôi tự tin sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á, nông cốt của U23 Thái Lan đã gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng SEA Games 30. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Akira Nishino đã tuyên bố đội bóng sẽ có sự thay đổi lớn tại giải đấu sắp tới. Phần tin tiếp theo, Sơn Bồng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Báo Thái tin tưởng vào khả năng giành vé Olympic Tokyo 2020 của U23 Thái Lan. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Siam Sport đã có bài viết rằng Thái Lan hy vọng giành 4 trận thắng tại vòng chung kết U23 châu Á. 4 trận thắng tại vòng chung kết U23 châu Á đồng nghĩa với việc đội bóng đất chùa vàng sẽ vượt qua tứ kết để vào bán kết. Mà vào đến bán kết tức là cơ hội để giành vé dự Olympic Tokyo 2020 là cực lớn. Theo điều lệ giải U23 châu Á năm 2020, ba đội xếp hạng cao nhất của giải đấu sẽ được dự thế vận hội vào mùa hè. Tuy nhiên trong trường hợp Nhật Bản, quốc gia chủ nhà của Olympic Tokyo năm 2020 lọt vào bán kết giải U23 châu Á, đội đứng hàng tư của giải châu Á sẽ có vé vớt đến Olympic. Tờ Siam Sport đã viết rằng Thái Lan sẽ có suất dự Olympic với 3 đội khác, trong đó có Nhật Bản, đối thủ của Thái Lan ở vòng bảng sẽ là Iraq, Australia và Bahrain. Tất cả các trận đấu của U23 Thái Lan đều diễn ra ở sân vận động Rajamangala Mangala ở Bangkok. Cũng theo tờ Siam Sport, vấn đề được làng cầu châu Á quan tâm đó là chất lượng của 4 sân cỏ dùng để tổ chức vòng chung kết U23 châu Á đã gần như sẵn sàng quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của sân bóng đá cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn